Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều đề xuất kiến nghị giúp ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi, giữ vững vai trò dẫn đầu cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo chăm lo an sinh xã hội cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh an lành, bình yên và an toàn. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo với chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự phiên toàn thể của hội thảo vào chiều nay. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Du lịch đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của Việt Nam trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, do tác động của đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng của du lịch thế giới và Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn và kiến nghị những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhân lực, chuyển đổi số và nhiều khó khăn khác của ngành du lịch đã được các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến nhấn mạnh tại hội thảo lần này. Đây cũng là những vấn đề chính mà ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt trong nỗ lực phục hồi tăng trưởng sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là thị trường trọng yếu nhất của du lịch Việt Nam khi đóng góp gần 30% doanh thu du lịch cả nước. Do đó, sự hồi phục của du lịch thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu chung. Thưa quý vị, những hình ảnh rộn ràng mà quý vị đang nhìn thấy nằm trong khuôn khổ của tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu và sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và bên cạnh việc cung cấp những thông tin hình ảnh về các điểm đến nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình tour tuyến với nhiều ưu đãi hấp dẫn và những chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc, thì đây chính là một trong những hoạt động giúp cho chúng ta nhìn thấy được sự hồi phục và sức sống của du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động tiếp nối hàng loạt chương trình xúc tiến kích cầu mà ngành du lịch thành phố đã và đang đẩy mạnh thời gian qua. Bên cạnh nỗ lực phục hồi thị trường nội địa, doanh nghiệp du lịch lữ hành còn kỳ vọng các chuyến bay đón khách quốc tế sẽ được mở lại vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ là nhiều thách thức phía trước. Du khách chưa có an tâm để đi du lịch, mặc dù là đã có rất là nhiều những cái chính sách về an toàn, dẫn đến là các cái nguồn lực về nhân sự của ngành du lịch lữ hành bị mất mát nhiều, chuyển đổi cái công việc. Sau 2 năm dịch thì có rất là nhiều sự thay đổi, thậm chí là có một số doanh nghiệp họ đóng cửa, họ không còn hoạt động nữa, thì chúng tôi phải đầu tư lại hết tất cả các hệ thống lưu trữ dữ liệu và chúng tôi phải bỏ thời gian ra, bỏ công sức và thậm chí là chi phí để có thể đi khảo sát lại hết tất cả dịch vụ trong cũng như là ngoài nước. Với mục tiêu vực dậy đà tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói vốn đóng góp gần 12% GRDP mỗi năm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể trước khi Quốc hội thông qua chương trình phục hồi ngành du lịch tại kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Bộ Y tế ban hành quy định, quy trình hướng dẫn xử lý khi có du khách mắc COVID-19 trong hoạt động du lịch nhằm thống nhất phương án xử lý trong cả nước, chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh được đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất theo đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, xem xét chính sách giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp du lịch trong năm 2021, 22 và 23. Hiện nay thì chính sách chung là 30%, mong muốn của các ngành du lịch của thành phố là giảm nhiều hơn. Du lịch hồi sinh cũng sẽ góp phần vực dậy tăng trưởng cho các ngành nghề liên quan, trong đó du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò đầu kéo của cả nước. Rõ ràng, ngoài nỗ lực của riêng doanh nghiệp, sự hà hơi tiếp sức từ các bộ ngành và sự chủ động liên kết của các địa phương sẽ giúp mục tiêu này sớm hoàn thành. Thưa quý vị, khu chức năng số 19 thuộc xã An Phú Tây và xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, với tổng diện tích hơn 196 ha, có các chức năng là khu dân cư, trung tâm công cộng và công viên. Tuy nhiên, do nhiều lý do, dù đã kéo dài hàng chục năm, đến nay dự án vẫn chưa triển khai xây dựng.
Để tháo gỡ khó khăn và tìm giải pháp phát triển dự án này, sáng nay, Ban quản lý khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hiến kế mời gọi đầu tư vào khu chức năng số 19 đô thị mới Nam Thành phố. Trước đây, phương thức đầu tư khu chức năng số 19 theo mô hình nhiều nhà đầu tư thành phần và một chủ đầu tư chính. Qua nhiều năm thực hiện, khu chức năng số 19 chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa triển khai xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính lẫn khâu phối hợp không đồng đều giữa các đơn vị chủ đầu tư, chưa có cơ chế chế tài với những chủ đầu tư chưa hoàn thành trách nhiệm. Tính đến nay, việc bồi thường giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 63%. Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình yêu cầu Ban quản lý khu đô thị mới Nam Thành phố cùng với các sở ngành liên quan rà soát, tháo gỡ những vướng mắc của dự án trong thời gian qua. Về các cái thủ tục đầu tư thì chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo để cho sở đầu tư thực hiện làm sao để nhanh nhất để thúc đẩy các cái dự án. Thì xem như đây là một trong những khu vực điển hình để mà chúng ta giải quyết tiếp những cái khu vực khác. Chúng ta có các cái kênh để giải quyết các khó khăn vướng mắc của mình trong quá trình đầu tư. Đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các anh chị xem lại các hệ thống để làm chặt các pháp lý ngay từ đầu, tránh cái trường hợp là chúng ta cũng nên là đi tắt một số cái nội dung gì. Tại đến hồi cái công tác mà hoàn tất thi công đưa vào sử dụng cho người dân nó khó khăn lắm. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Ban quản lý khu Nam tổng hợp tình hình quản lý sử dụng đất đai, phối hợp với các sở ngành liên quan, làm việc lại với các nhà đầu tư tại khu chức năng số 19, nghiên cứu đề xuất về quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính và thống nhất phương án đầu tư khả thi, hiệu quả với dự án. Thưa quý vị, theo công bố của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12, theo bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, thành phố thuộc cấp 2, vùng vàng, mức nguy cơ trung bình, không thay đổi so với các tuần trước. 9 quận huyện ghi nhận nguy cơ dịch ở cấp độ 1 là quận 3, quận 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn. 13 địa phương ở cấp độ 2, vùng vàng, gồm quận 1, quận 4, quận 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Nhà Bè, Bình Chánh, Phú Nhuận, Thủ Đức. So với tuần trước, tuần này 2 quận tăng cấp độ dịch là Tân Bình và Bình Chánh, cấp 1 lên cấp 2. 2 huyện giảm cấp độ dịch là quận 10, cấp 3 xuống cấp 2 và Bình Tân xuống cấp 2. Từ cấp 2 xuống cấp 1. Thưa quý vị, sau 2 tuần học tập thí điểm, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện tự đề xuất phương án đi học trở lại trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Đến thời điểm này thì nhiều quận huyện đã đề xuất cho học sinh khối lớp 6, lớp 7, lớp 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3 tháng 1. Có địa phương còn đề xuất cho học sinh tiểu học đến trường với những bước chuẩn bị bài bản, bao gồm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại cho đội ngũ giáo viên. Kính thưa quý vị, dự kiến trong vòng 3 ngày, điểm tiêm tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn sẽ tiêm mũi nhắc lại cho gần 3.000 giáo viên trên địa bàn quận 8. Đây là bước chuẩn bị hết sức quan trọng để học sinh có thể quay trở lại trường học trực tiếp trong thời gian tới. Năm nay 61 tuổi, có tiền sử huyết áp cao, thầy giáo Hà Văn Lãng cảm thấy an tâm khi được tiêm mũi nhắc lại trước khi quay trở lại trường dạy học tập trung. Thì chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, tôi thấy cái việc mà đội ngũ giáo viên chúng tôi được chích mũi 3 như vậy là tăng cường thì rất là an tâm để mà khi mà tiếp xúc với các em đó thì tạo niềm tin cho phụ huynh và cho học sinh. Do là trường là trường tiểu học cho nên là các em thì đầu năm tới giờ chưa được đến trường thì mình có các bước chuẩn bị là sát khuẩn, vệ sinh, lên phương án để giáo viên trong giờ chơi, giờ học, giờ dạy thì sẽ cách học sinh ra như thế nào để cho các em nó có một cái an toàn nhất định để phụ huynh yên tâm. Hiện tại thì nhóm đối tượng ưu tiên là nhóm trên 50 tuổi, bệnh nền, tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, theo dự trù, theo định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh thì cái lộ trình mà tiêm mũi 3 cho giáo viên là một trong những cái tiền đề để các con quay trở lại trường, để các con yên tâm, giáo viên yên tâm, phụ huynh yên tâm. Trong thời gian tới là rất mong rằng phụ huynh quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để cho con em đến trường học trực tiếp, bởi vì học trực tiếp là rất là quan trọng đối với học sinh.
Theo thống kê, tỷ lệ học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp đến cuối tuần này là trên 90%. Từ tuần sau, học sinh khối 9 và khối 12 vẫn đi học trực tiếp tại trường. Riêng các khối còn lại, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sẽ phối hợp với các quận huyện sơ kết 2 tuần thí điểm, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án dạy học trực tiếp. Trong khi các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đón học sinh quay lại trường, thì các trường đại học cũng đã có kế hoạch để đón sinh viên trở lại học tập trung. Hiện nay, các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, tiêm vaccine cho sinh viên chưa được tiêm các mũi cơ bản, đang được các trường tích cực chuẩn bị. Tuấn Khanh, sinh viên năm nhất Đại học Hoa Sen, đã tiêm vaccine mũi 1 được hơn 1 tháng. Mũi tiêm thứ 2 hôm nay giúp Khanh hoàn thành đủ 2 mũi cơ bản phòng ngừa COVID-19. Qua đó, đủ điều kiện đến trường học trực tiếp. Đây là điều vô cùng quan trọng, bởi đây là năm đầu tiên Khanh bước chân vào giảng đường. Khi trường Hoa Sen đưa thông báo là cho sinh viên đăng ký chích thì em cũng vui. Tại một phần em cũng muốn đến trường đi học trực tiếp. Các bạn ở tỉnh thì nó sẽ hơi bất tiện một xíu. Nếu các bạn chưa tiêm đủ mũi thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc trở lại trường. Còn việc mà nhà trường tổ chức như vậy em nghĩ là rất là tốt, tại vì em rất muốn quay trở lại trường. Để đón sinh viên trở lại, các trường đại học đã chuẩn bị mọi phương án, kịch bản như trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, có khu vực cách ly theo quy định ngay trong trạm y tế của trường. Nhà trường cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đảm bảo sẵn sàng cho công tác mà đảm bảo an toàn cho sinh viên. Và với trường Đại học Tech Sài Gòn thì chúng tôi đã sẵn sàng cho công tác đón sinh viên quay trở lại. Và sinh viên cũng đang rất là nóng lòng muốn quay trở lại để bắt đầu một cái trạng thái sinh hoạt học tập trong thời kỳ bình thường mới. Đại học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị cái hệ thống về cơ sở vật chất như là ký túc xá. Các cái trường học, các cái lớp học như hiện nay thì cũng đã sẵn sàng, không có vấn đề gì, máy móc và các vấn đề liên quan đến hậu cần khác về phòng chống dịch thì nhà trường cũng đảm bảo. Theo kế hoạch dự kiến của nhiều trường đại học, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ đón toàn bộ sinh viên quay lại học tập trung. Dù đã chuẩn bị nhiều phương án, nhưng điều mà các trường băn khoăn nhất là số lượng sinh viên tại các tỉnh thành khác chưa tiêm hoặc tiêm vaccine COVID-19 chưa đủ 2 mũi còn khá nhiều. Thưa quý vị, một niềm vui nữa với y bác sĩ và người nhà bệnh nhân COVID-19. Một bệnh nhi 15 tuổi, nặng 120kg, mắc COVID-19, nhập viện trong tình trạng nặng và đã được cứu sống. Đây chính là minh chứng cho năng lực cũng như là sự cố gắng của đội ngũ chiến sĩ Blue Trắng trong cuộc chiến với dịch bệnh. Cái này là con giống như là con đi mua đồ về xong cái lúc đó con bị ho sổ mũi, bắt đầu sốt lên và giống như là bắt đầu mất vị giác, ăn đồ là không có vị giác gì hết rồi. Đó là những gì mà Phong còn đọng lại trong ký ức, vì suốt 51 ngày điều trị, có thời điểm hai lá phổi của Phong chỉ còn 10% hoạt động, còn lại là tổn thương hết nên tỷ lệ tử vong rất cao. Thể trạng béo phì nặng, trường hợp của Phong tương đồng với bệnh nhân 91 nên em được gọi là tiểu phi công. Với trường hợp và cháu đây thì ở thể trạng là béo phì nặng thì cũng có một sự so sánh trường hợp này với một cái ca bệnh rất là đặc biệt, đó là nam phi công người Anh mà chúng ta đã điều trị thành công. Thì bác sĩ có thể phân tích là cái sự tương đồng và điểm khác biệt như thế nào ạ? Đều là béo phì. Tuy nhiên đối với phi công người Anh thì BMI là 30 đối với đúng thể trạng của châu Âu. Còn đối với bé bệnh nhân của mình đây thì BMI tới hơn 40, như vậy là vượt mức béo phì khá là cao. Với bé của mình ở thời điểm đó thì chưa được chích vaccine, do đó cái ở bệnh nhân này của mình là nặng là do là béo phì và có thể là cái việc mình chưa tiêm chủng được vaccine cho bé. 22 ngày điều trị tích cực tại khoa nhiễm và sau đó chuyển sang khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị trong vòng gần 1 tháng. Việc di chuyển cậu bé cũng là thách thức rất lớn của ekip khi cân nặng cậu bé quá khổ và cùng với nhiều thiết bị không kênh, chỉ cần đứt kết nối là nguy cơ tử vong rất cao. Trải qua 51 ngày nằm viện với 26 ngày sử dụng cái phương pháp ECMO, 4 lần là tiến hành đợt lọc máu liên tục, thì ngày hôm nay thì phải nói là bé đã hồi sinh, thì phải nói đấy là một cái cuộc hồi sinh ngoạn mục. Với trái tim thầy thuốc, tập thể Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã không bỏ qua dù chỉ là một hy vọng mong manh nào, và trong đó còn phải kể đến nghị lực phi thường của cậu bé 15 tuổi này. Một cái yếu tố mà nó là không thể thiếu trong cái phần trong cái thành công này, đó là cái ý chí kiên cường của bé Phong. Do đó tôi nghĩ là đối với những cái ca bệnh đặc biệt như vậy thì cái sự đồng lòng và cái sự phối hợp với các ekip rất là quan trọng.
Thưa quý vị, dịch COVID-19 tác động rất sâu đến sinh kế, đời sống người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và làm cho số hộ có hoàn cảnh khó khăn gia tăng. Thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đến tháng 10 năm 2021 cho thấy số hộ nghèo và cận nghèo trên toàn địa bàn tăng 4.200 hộ. Do vậy mà bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, công tác chăm lo cho các hộ khó khăn, nhất là trong dịp xuân về Tết đến, đang được chính quyền các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai tích cực. Thưa quý vị, hẻm 83 khu phố 2 phường Tam Phú thành phố Thủ Đức thì có 3 hộ nghèo như thế này. Và năm nay sau cái đợt dịch COVID-19 lần thứ tư thì sinh kế của họ bị tổn hại nặng nề, cuộc sống và công việc bấp bênh. Vì vậy khác với những năm trước, năm nay thì chính quyền địa phương sẽ phải linh động và sáng tạo rất nhiều chương trình để có thể hỗ trợ được những hộ nghèo. Chiếc xe máy cũ kỹ này là phương tiện sinh kế của chị Hồ Kim Chi suốt nhiều năm nay, làm nghề buôn bán nhỏ tại chợ Tam Hà, thành phố Thủ Đức. Dịch bệnh, ngừng công việc thời gian dài càng khiến gia đình chị thêm khó khăn. Do vậy, chiếc xe máy mới vừa được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức trao tặng như tiếp thêm động lực để chị vượt lên nghịch cảnh. Trước đây tôi đi xe rim cũ kỹ, đi bán phương tiện thì nó hay bị hư chập chờn, chết xe giữ máy giữa đường hoài, thành thử nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho tôi chiếc xe phương tiện làm ăn kế sinh nhai tôi. Bây giờ ngày nay tôi cũng rất là vui mừng và tôi cũng cố gắng mà làm ăn để chăm lo con, vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Còn đây là căn nhà tình thương của ông Lưu A Bậu đang được tu sửa từ quỹ vì người nghèo của thành phố, có cơ ngơi tươm tất đón Tết giúp ông vơi đi những lo toan khó khăn trong cuộc sống. Năm nay cũng có nhà mới, cũng mừng vì có nhà mới ăn Tết, cái đầu ăn cư lập nghiệp. Mặt trận thành phố Thủ Đức cũng có cái văn bản chỉ đạo về và cũng thực hiện theo cái nghị quyết của đảng ủy phường để rà soát những cái hộ nghèo, cận nghèo và vượt chuẩn. Mặt trận phường cũng mạnh dạn để đề xuất chăm lo cho 3 hộ nằm trong hộ nghèo để sửa chữa các hộ nhà tình thương, rồi trao 2 phương tiện sinh kế, rồi trao những cái học bổng cho các em trên địa bàn. Trong năm nay các em không thể nào đến trường học tập được thì các em cũng được cái hỗ trợ là máy tính bảng để cho các em kịp thời trong cái học trực tuyến. Với truyền thống nghĩa tình, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 56 tỷ đồng do các cá nhân doanh nghiệp ủng hộ nhằm chăm lo cho người dân khó khăn vì COVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Chúng tôi cũng được nhận được nhiều sự hỗ trợ của doanh nghiệp, mặc dầu họ cũng mới chỉ mở cửa lại, hoặc là có một số doanh nghiệp thì chỉ mới khởi động lại sau một cái cơn đại dịch như vậy, nhưng mà họ vẫn rất là nhiệt tình hỗ trợ cho cái quỹ vì người nghèo của mặt trận để chăm lo cho cái Tết Nhâm Dần. Năm nay mặc dù là khó khăn nhưng mình vẫn duy trì đầy đủ tất cả các cái chương trình ủng hộ, hỗ trợ cho bà con để bà con sẽ có một cái Tết tương đối là yên bình và vui vẻ bên gia đình. Trong muôn vàn khó khăn do đại dịch, vẫn có hàng triệu tấm lòng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chung tay ủng hộ nguồn lực để cùng thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là tạo điều kiện để người dân được hưởng một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ triển khai công an xã chính quy tại 58 xã trực thuộc 5 huyện gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Việc bố trí lực lượng công an xã chính quy là một trong những chủ trương đột phá của Bộ Công an nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng công an nhân dân hoạt động hiệu lực hiệu quả, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại địa bàn cơ sở. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua nhiều xã tại thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an xã. Thực tiễn cho thấy, hoạt động của các loại tội phạm trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng công an. Từ đó đặt ra cho lực lượng công an nói chung, công an xã nói riêng, trách nhiệm nặng nề trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc chính quy hóa lực lượng công an xã là chủ trương lớn, quan trọng, yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang bắt đầu bước vào cao điểm mùa khô. Đây cũng là thời điểm mà các cơ sở kinh doanh tập trung sản xuất dịp cuối năm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng với hệ thống chính quyền toàn thành phố đang tổng lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng ngừa rủi ro cháy nổ, nhất là khu vực nhà ở kết hợp với kinh doanh, siêu thị và trung tâm thương mại. Thưa quý vị, đối với các loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh như là hộ dân này là buôn bán các sản phẩm về nhang đèn, đây là những chất rất là dễ cháy. Tuy nhiên, ý thức được việc dễ cháy nổ của các loại sản phẩm này, cho nên là chủ của cơ sở này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho chính mình và cũng như là có thể rằng là lan tỏa tinh thần này đến với các hộ dân khác. Đối với cơ sở của tôi thì cái nhang đèn của tôi nó sắp xếp bố trí nó gọn gàng, nó có gọn gàng từng khu vực đàng hoàng và luôn luôn là có cái hệ thống bình chữa cháy, trang bị hệ chữa cháy rồi cái còi báo động. Dù đa phần các hộ cơ sở kinh doanh đã có chuyển biến ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn phát hiện không ít tồn tại. Những cái vi phạm điển hình như là không kiểm tra bảo dưỡng phương tiện, bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa cản trở lối thoát nạn. Thì qua kiểm tra thì cũng có tiến hành xử phạt, xử lý đối với các cơ sở vi phạm như thế và đồng thời là cũng nhắc nhở, tuyên truyền cho những cái cơ sở đó chấp hành các quy định về phòng cháy cháy. Đối với lại các cái cơ sở mà hiện nay là có nguy cơ cháy thì chúng ta phải chú ý, phải tập trung cho công tác là khắc phục những cái tồn tại trước đây và rà soát các cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để từ đó là phải tập huấn các cái cơ sở phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Vào dịp cuối năm, các cửa hàng tại trung tâm thương mại, siêu thị hoạt động sôi nổi, nhu cầu nâng cấp sửa chữa diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ liên quan đến vấn đề nguồn nhiệt, nguồn điện. Trong cái trung tâm thương mại thì có những cái hệ thống cấp khí, thì đối với những cái hệ thống này thì thường có những cái lớp bảo ôn ở bên ngoài, cho nên là trong quá trình thi công nếu không có cẩn thận dễ xảy ra cái việc cháy nổ. Lượng chữa cháy tại chỗ của Vivo City thì hiện tại giờ cái hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy đều được trang bị bằng những cái phần mềm tiên tiến của các nhãn hàng, của các nhãn nổi tiếng trên thế giới. Thì lực lượng chữa cháy cơ sở thì luôn được huấn luyện và đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với các cơ sở nguy hiểm cháy nổ, các nơi tập trung đông người. Và trong quá trình kiểm tra, phát hiện các cái vi phạm về an toàn phòng cháy cháy thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy cho lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền các cấp, lực lượng chức năng trong đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, thì ý thức của người dân vẫn là chính yếu trong việc hạn chế rủi ro cháy nổ, đảm bảo các ngày lễ Tết cuối năm thật sự bình yên. Sẵn sàng cho thị trường hàng không khi Việt Nam mở các chuyến bay quốc tế, hãng hàng không Vietjet vừa đón thêm tàu bay thân rộng A330 đầu tiên về đội hình tàu bay tại Việt Nam. Tàu bay thân rộng A330 là dòng tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới, có sức chứa 12 ghế thương gia và 365 ghế hạng phổ thông, có khả năng khai thác trên các chặng bay trung dài với khoảng cách bay đến gần 12.000 km. Và đây là một cái minh chứng hùng hồn cho cái việc là Vietjet đã vượt qua đại dịch Covid-19 và mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1, mở lại cho giao thương đi lại cho người dân. Dự kiến trong năm 2022, Vietjet Air sẽ bổ sung các tàu bay mới vào đội hình, sẵn sàng cho các kế hoạch mở rộng mạng bay khắp toàn cầu và tăng trải nghiệm dịch vụ khách hàng an toàn, mới mẻ trong các hành trình tương lai. Thưa quý vị, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một đêm Giáng sinh ấm áp và ý nghĩa với nhiều điều ước nguyện tốt đẹp cho năm mới 2022 sắp tới. Dù việc tổ chức lễ mừng Giáng sinh ở nhiều nơi có phần khác biệt so với mọi năm, nhưng mọi người cũng đã tận hưởng được một niềm vui trọn vẹn, an toàn. Ghi nhận của phóng viên HTV. Vị, không khí rộn ràng đêm Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, đặc biệt là tại khu vực nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa Giáng sinh năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần, càng khiến cho lòng người thêm phơi phới. Và có thể nói, mùa Giáng sinh năm nay cũng là một dịp lễ hội hết sức đặc biệt đối với người dân thành phố. Mình đi nhà thờ theo online, đó cũng là một cái cách mới để mà
mọi người đều tham gia được, quen dần là cái cách sống mà để mà giữ khoảng cách an toàn sức khỏe cho nhau. Trong lời cầu nguyện hôm nay mừng Chúa Giáng sinh là ai cũng thêm lời cầu nguyện cho đất nước, lời cầu nguyện cho gia đình, cho người thân của mình được bình an trong mùa đại dịch này. Giáng sinh hôm nay để cho các cháu đi để biết và vẫn luôn luôn phải giữ sát khuẩn 5K theo Bộ Y tế. Thì năm nay thì có không được như năm ngoái, những năm trước. Nhưng thật sự ra thì người dân đến đây thì cũng rất là an toàn. Dịch bệnh nhưng mà tình hình thành phố cũng đã khống chế được và cảm giác như là cũng tạm ổn để có thể ra ngoài hít thở không khí. Mình cũng mừng cho toàn dân, là có nghĩa là dù dịch nhưng mà tất cả mọi người vẫn hưởng ứng được cái không khí Giáng sinh an lành. Và mình cũng mong muốn là dịch hay tất cả mọi những cái khó khăn nó sẽ qua. Chuẩn bị bước sang một cái năm mới Tết cổ truyền, cái tình hình phủ chích ngừa, tôi hy vọng là cái việc này sẽ tiến triển tốt hơn và xin gửi lời cho tất cả sẽ được bình an. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nối lại các hoạt động kinh tế xã hội để thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Rất mong quý vị trong thời gian này vì sự an toàn của chính mình và người thân cùng nỗ lực giữ vững thành quả chung, thực hiện nghiêm 7 thông điệp của ngành y tế thành phố, gồm toàn dân đoàn kết, chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường xã thị trấn là một pháo đài phòng chống dịch COVID-19. Chủ động phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của mỗi người dân. Ý thức công dân, ý thức cộng đồng, chung sức, chung lòng, phòng ngừa COVID. Vaccine phòng COVID-19 tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tuân thủ quy định khi cách ly là góp phần làm giảm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. 5K cộng vaccine là phòng bệnh hiệu quả. Thưa quý vị, chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Acelacon duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất Eucotomus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacon, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Viêm khớp, thoái hóa khớp gây đau nhức, cứng khớp, vận động khó khăn. Sách thế hệ mới từ Mỹ, hỗ trợ tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa, vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sách thế hệ mới, giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Z thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Kính chào quý vị, ngày mai hầu hết toàn khu vực Nam Bộ quay trở lại kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô, trời nắng từ sớm. Thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng thì mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ 30 phút sáng dự báo là 29 độ. Càng về trưa thì trời càng nắng mạnh hơn, nhiệt độ buổi trưa vào khoảng 33 độ. Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương thì cũng có mức nhiệt độ như ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại Cần Thơ và các nơi khác thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Thời tiết ở Tây Nguyên ngày mai thì không thay đổi so với ngày hôm nay. Lâm Đồng và Gia Lai thì có mưa rào về chiều, buổi trưa thì toàn miền có nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 28 cho đến 29 độ. Ngày mai các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi thì dự báo sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này khoảng từ 22 cho đến 27 độ. Cả miền Trung thì có mỗi Bình Thuận là trời nắng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 29 độ. Ngày mai vùng núi phía Bắc thì vẫn có mưa, trời rét cóng, nhiều nơi rét đậm, rét hại như là Sapa, Cao Bằng, Lạng Sơn. Khu vực đồng bằng như là thủ đô Hà Nội, Hạ Long thì cũng rất rét do trời nhiều mây, độ ẩm cao, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Chúng ta đang từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng quý vị đừng quên thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19, hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, tránh đến nơi đông người, chú ý đeo khẩu trang và giao tiếp cách mọi người ít nhất là 2 mét, đừng quên rửa tay đúng cách ít nhất 20 giây. Cảm ơn nhãn hàng chăm sóc xương khớp Jet thế hệ mới, giúp giảm đau và tái tạo sụn khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Trong chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay, trẻ mắc sốt xuất huyết gia tăng trở nặng do phụ huynh chủ quan. Quý vị đang theo dõi chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ đầu tháng 12 đến nay thì số ca mắc sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Đáng lo ngại là số ca nặng ở trẻ cũng tăng đột biến. Nguyên nhân là do ngại dịch Covid-19 thì nhiều phụ huynh đã đưa trẻ đến bệnh viện trễ khi bệnh đã trở nặng. Và các chuyên gia y tế dự báo số lượng bệnh nhi nhập viện vì sốt xuất huyết sẽ còn gia tăng và kéo dài đến hết tháng 1 năm 2022 ở các tỉnh phía Nam. Phụ huynh không nên lo ngại Covid-19 mà bỏ qua thời điểm vàng để chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết kịp thời cho trẻ. Gần 2 tuần trước, con của chị Nguyễn Thị Trâm sốt cao chán ăn, lo sợ dịch Covid-19, chị không dám đưa con đi khám bệnh. Chỉ đến khi bệnh chuyển nặng, chị mới đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thì mới biết con mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm đến mức rất thấp. Bé là vì sốt cũng rất là nhiều lần, nhưng mà mình cứ cho uống thuốc sốt rồi 2-3 ngày thì bé phát ban thì là chỉ là sốt siêu vi. Với lại mùa Covid nữa mình cũng rất là chủ quan cái chuyện đó, nên là nếu mà chậm trễ thì ảnh hưởng rất là lớn. Đến giữa tháng 12, số ca mắc sốt xuất huyết đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tăng gấp đôi so với thời điểm giữa tháng 11. Trong đó, một số trẻ gặp biến chứng của sốt xuất huyết do nhập viện trễ, cần phải theo dõi sát sao. Các bác sĩ cho biết, bệnh sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà và theo dõi các dấu hiệu để nhập viện kịp thời. Tuy vậy thì nhiều phụ huynh lại không hiểu đúng về sốt xuất huyết khi cho rằng trẻ hạ sốt sau 3-4 ngày là sắp khỏi bệnh. Và theo các bác sĩ, khi trẻ giảm sốt ở ngày thứ tư là dấu hiệu cho thấy trẻ có thể đã chuyển biến nặng. Phụ huynh cần kịp thời cho trẻ nhập viện khi thấy một số dấu hiệu cảnh báo sau đây. Sốt xuất huyết thường nó sẽ sốt liên tục từ 3-4 ngày. Tới ngày thứ tư mình sẽ thấy bé nó bớt sốt. Lúc đó nhiều phụ huynh người ta nói là không sao, con tôi nó hết sốt rồi, tôi có thể để nó ở nhà. Nhưng mà họ quên mất rằng là nếu như đứa nhỏ nó mệt nhiều hơn, nó nôn ói nhiều hơn, nó đau bụng nhiều hơn, thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết nó đang nặng lên đó. Sốt xuất huyết ở trẻ em nguy hiểm hơn người lớn, tuổi càng nhỏ khả năng bệnh nặng càng cao. Việc điều trị sốt xuất huyết chủ yếu là điều trị triệu chứng vì chưa có thuốc đặc hiệu. Một thực tế hiện nay là nhiều phụ huynh đã cho trẻ uống thuốc hạ sốt không đúng, dễ khiến bệnh sốt xuất huyết trở nặng. Vẫn có những phụ huynh họ có cái thói quen sử dụng cái thuốc ibuprofen để mà điều trị hạ sốt giảm đau. Thì cái ibuprofen ngoài cái chuyện là hạ sốt giảm đau, nó có một cái tác dụng phụ đáng lo ngại, đó là nó gây xuất huyết hệ tiêu hóa. Mà trong bệnh cảnh của sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm kèm theo uống thêm cái thuốc đó nữa, nó có thể làm cho tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bé nó diễn ra. Cái đó cũng là một cái dấu hiệu nguy hiểm. Các bác sĩ cũng cho biết trẻ béo phì có bệnh mãn tính như tim, phổi, viêm gan, suy thận, hen suyễn. Khi mắc sốt xuất huyết có nguy cơ trở nặng nhiều hơn, khó điều trị hơn thông thường nên cần thăm khám, theo dõi, điều trị sớm. Trong thời điểm này, ngoài phòng ngừa dịch Covid-19, mỗi gia đình nên ý thức dọn dẹp nơi sinh sống với phương châm không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và gia đình. Đến đây, chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay xin khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Viết và Nutrihome đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hệ thống phòng khám dinh dưỡng y học vận động Nutrihome hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuổi tác, môi trường, ánh sáng nguy hiểm từ các màn hình khiến mắt mờ, mỏi, khô, nhức, thậm chí mù lòa. Quýt với tinh chất quý Propofan thiên nhiên bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể cho mắt sáng khỏe. Quýt tăng cường thị lực, giảm mờ, mỏi mắt. Tôi đã chọn giải pháp hoàn hảo về điện cho nhà của anh chị. Dây điện, ổ cắm, đèn ánh, điều khiển robot. Sản phẩm robot, bỏ qua đẹp, đạt tiêu chuẩn châu Âu nên rất an toàn. À, robot thì chúng tôi yên tâm. Máy lọc nước điện giải nóng lạnh robot 6 cấp lọc và 9 tấm điện cực sản xuất tại Hàn Quốc tạo 11 loại nước bổ ích pH 4.5 đến 10.5 giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường miễn dịch. Robot, người bảo vệ hữu hiệu.
kính chào, hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới 24 giờ. Ngày 25 tháng 12, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga, hơn 10.000 quân của nước này đã trở về căn cứ thường trực sau một tháng tập trận gần biên giới Ukraine. Cũng theo Interfax, các cuộc tập trận được tổ chức ở nhiều vùng gần Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea và các vùng Rostov và Kuban ở phía nam. Việc Nga triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến khu vực biên giới giáp Bắc, Đông và Nam Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và yêu cầu các cam kết an ninh từ phương Tây, trong đó có cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc không mở rộng hoạt động về phía biên giới Nga. Ước tính số binh sĩ Nga được điều động đến khu vực gần biên giới Ukraine trong thời gian qua ở khoảng 60-90.000 quân. Một tài liệu tình báo của Mỹ cho thấy còn số này có thể lên đến 175.000 quân. Ngày hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh có tên Seacom. Loại tên lửa mới nhất này có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền. Thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc họp giữa Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Khoa học và Giáo dục Nga. Seacom đã được phóng thử lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 12, theo giờ Moscow. Đây là bước đi quan trọng của Nga trong nỗ lực củng cố an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Iran cùng ngày đã bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo trong ngày cuối cùng của cuộc diễn tập quân sự ở khu vực miền nam nước này, trong bối cảnh các bên chuẩn bị nối lại đàm phán về việc tuân thủ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào đầu tuần sau. Phát biểu trên truyền hình, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cho biết đã có 16 tên lửa được bắn thử và phá hủy các mục tiêu được định trước. Những tên lửa đạn đạo này có tầm bắn lên tới 2.000 km. Văn phòng đối ngoại Anh đã chỉ trích việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo, cho rằng đây là động thái vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là mối đe dọa với an ninh khu vực và quốc tế. Cuộc tập trận của Iran có tên Nhà tiên tri vĩ đại, kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ hôm ngày 20 tháng 12 tại các tỉnh duyên hải miền Nam giáp với vùng vịnh. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Israel đã để ngỏ ý định tấn công Iran và phản đối nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Trước đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran một lần nữa khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo không có ý định làm giàu urani quá 60%, ngay cả khi đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 tại Áo không đạt kết quả và Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Tehran. Tất cả hoạt động hạt nhân của Iran được tiến hành theo các thỏa thuận, quy chế và quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã đạt thỏa thuận với Taliban về việc quản lý và vận hành sân bay quốc tế Kabul và 4 sân bay khác tại Afghanistan. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã nhất trí cùng vận hành sân bay quốc tế Kabul và sẽ cử phái đoàn chung đến thủ đô Afghanistan để triển khai công việc. Các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán hiệu quả và hữu ích và nhất trí thành lập các nhóm kỹ thuật để thảo luận chi tiết việc vận hành các sân bay những ngày tới. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã quản lý và điều hành sân bay quốc tế Kabul trong 6 năm, tới khi Mỹ và các nước tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO rút quân khỏi Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền trở lại. Ankara cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục điều hành sân bay này. Trong khi đó, Qatar là nước đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban, cũng như trong việc sơ tán người dân Mỹ và các nước khác khỏi quốc gia Trung Nam Á này. Thế giới đã trải qua ngày lễ Giáng sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khi sự lây lan của biến thể mới Omicron khiến số ca mắc tại nhiều nước gia tăng. Tại châu Âu, Pháp hôm qua cho biết ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức kỷ lục với hơn 94.000 ca. Cùng ngày, Anh cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ đầu dịch với hơn 122.000 ca trong 24 giờ qua. Theo các chuyên gia, số ca mắc mới ở châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng khi các gia đình tụ họp vào dịp cuối năm và sự xuất hiện của biến thể Omicron. Còn tại châu Á, giới chức y tế Trung Quốc sáng nay ngày 25 tháng 12 cho biết đã ghi nhận 140 ca nhiễm mới trước đó một ngày, trong đó có 87 ca cộng đồng. Những ca nhiễm mới chủ yếu được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây. Một số thành phố của Trung Quốc vẫn tiếp tục được phong tỏa để chống dịch. Trong khi đó, lần đầu trong 4 ngày qua, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày dưới 6.000 trường hợp. Đây được xem là kết quả của các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, các trường hợp nguy kịch lại tăng cao lên mức kỷ lục với hơn 1.100 trường hợp. Khu vực Đông Nam Á, Thái Lan hôm qua cho biết đã phát hiện chùm bệnh đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron tại tỉnh Đông Bắc Kalasin với 22 ca mắc mới. Nguồn gốc lây bệnh có thể xuất phát từ một cặp đôi từ Bỉ trở về hồi đầu tháng này.
Ngoài 22 người đã được xác định mắc bệnh thì còn khoảng 100 người khác đang có nguy cơ cao do đã tiếp xúc gần với cặp đôi. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 205 ca mắc biến thể Omicron. Cũng trong hôm qua, Singapore phát hiện thêm 82 ca mắc biến thể Omicron, trong đó có 17 ca cộng đồng. Ngoài ra, nước này cũng phát hiện thêm 163 ca mắc biến thể khác, đưa tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước đến nay lên hơn 277.000 người. Đáng chú ý, Bộ Y tế Nam Phi hôm qua thông báo quyết định dừng truy vết và cách ly người tiếp xúc với các ca xác nhận kết quả dương tính. Theo đó, hoạt động truy vết sẽ chỉ được áp dụng với những trường hợp tụ họp đông người hoặc các chùm lây nhiễm và trong khu vực khép kín. Ngày 24 tháng 12, Liên Hiệp Quốc và các đối tác nhân đạo đưa ra lời kêu gọi gây quỹ hơn 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ người dân Philippines ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Rai. Nhiều khu vực miền Nam và miền Trung nước này bị tàn phá, khiến ít nhất 375 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Số tiền 107,2 triệu đô la Mỹ trong vòng 6 tháng tới sẽ được dùng để hỗ trợ cho 530.000 người ở Caraga và Đông Visayas có những nhu cầu nhân đạo khẩn cấp như nước uống, vệ sinh, lương thực và lều trại. Quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển và các tổ chức nhân đạo đang gấp rút đưa thực phẩm, nước uống và lều trại đến những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại, tình trạng mất tín hiệu điện thoại di động và Internet ở nhiều khu vực cùng với việc ngân sách được chi cho đối phó COVID-19 đã khiến những nỗ lực viện trợ gặp khó khăn. Số người thiệt mạng trong vụ cháy phà tại Bangladesh đã lên tới con số 39, trong khi 100 người khác bị thương. Một số nạn nhân bị chết đuối khi nhảy xuống sông để cố gắng thoát thân. Số người thương vong dự kiến sẽ còn tăng do nhiều người đang bị phỏng nặng. Theo báo cáo, có tới 500 hành khách ở trên phà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Nhà chức trách nghi ngờ ngọn lửa bốc lên từ phòng máy và nhanh chóng lan ra toàn bộ con phà. Tuy nhiên, chủ sở hữu phà bác bỏ thông tin này và cho rằng đã có một vụ nổ ở tầng 2 con phà, sau đó lửa mới lan tới phòng máy. Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương vào ngày 24 tháng 12. Lúc này, hầu hết hành khách đang ngủ. Các vụ tai nạn tàu thuyền khá phổ biến tại Bangladesh. Hành khách thường bị nhồi nhét lên những con tàu cũ kỹ, bảo trì kém, trong khi thủy thủ đoàn thì không được đào tạo bài bản. Ước tính có hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ lật và đắm tàu ở Bangladesh trong 10 năm qua. Ở vùng Đông Bắc Châu Phi, các trang trại thương mại đã được cấp phép nuôi rùa bánh kép do loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là nỗ lực hạn chế nạn săn bắt rùa trái phép và thúc đẩy sinh sản của loài rùa này. Rùa bánh kép, tên khoa học Malacochexus tornieri, là loài rùa hiếm thuộc loại cực kỳ nguy cấp theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Loài này có mai mềm, đàn hồi và nhẹ hơn so với các loài rùa thường thấy. Gần đây, việc phá đá, phá rừng cũng như nạn săn bắt vật nuôi hoang dã trái phép đã đe dọa nghiêm trọng tới giống rùa này. Tốc độ di chuyển chậm cũng khiến cho chúng thường gặp nguy hiểm trước các yếu tố bất ngờ như lửa. Các con rùa sẽ được an toàn tuyệt đối tại trang trại. Những ai chưa được thấy rùa bánh kép cũng có thể đến để chiêm ngưỡng. Theo một công ước quốc tế, việc bán rùa kép đã bị cấm tại nhiều quốc gia. Các trang trại thương mại hiện tại chỉ được nuôi để bảo tồn mà không được bán loài này. Kính thưa quý vị, kể từ ngày 17 tháng 12 đến nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt giới thiệu tới quý khán giả 8 tập phim tài liệu Mùa đông 1991 nhân kỷ niệm 30 năm Liên Xô sụp đổ, sự kiện được coi là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Phim được phát sóng ngay sau chương trình Thế giới 24 giờ lúc 20 giờ 45 phút trên kênh HTV9. Các tập phim đã nhận được sự quan tâm sâu sắc và rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả xem đài trong và ngoài nước. Trong tối nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi tập 9 và tập 10, hai tập cuối của loạt phim Mùa đông 1991. Chương trình hôm nay đến đây xin khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.